Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình, kênh tự học lý thuyết giấy phép lái xe 600 câu các bạn. Thì các video trước thì mình đã làm được 5 video, thì một video mình làm được 40 câu các bạn, từ câu 1 đến câu 200. Thì tiếp tục clip hôm nay mình sẽ dẫn các bạn từ câu 200 đến câu 240 nha các bạn, 201 đến câu 240. Thì để tiện theo dõi kênh của mình thì các bạn cho mình xin một cái subscriber, đăng ký kênh các bạn, để các bạn theo dõi các video tiếp theo của mình từ câu 1 đến câu 600. Khi các bạn xem qua một lần thì mình đảm bảo chắc chắn các bạn sẽ nhớ hết cái câu mà các câu mà các bạn đã xem qua ha. Ok, chúng ta cần bỏ một chút thời gian để chúng ta xem, chúng ta học một lần, chúng ta sẽ nhớ, ta thi tốt hơn. Còn các bạn cứ bỏ ra 5-6 triệu, 6-7 triệu ra các bạn mua lý thuyết thì rất là phí, theo mình biết là vậy các bạn. Chúng ta chịu khó, chúng ta xem qua một lần hai lần thì chắc chắn sẽ nhớ, là ta sẽ thi tốt hơn. Ok, bây giờ mình sẽ vào các câu hỏi các bạn. Ok, tiếp theo là câu 201. Thì câu hỏi người lái xe có văn hóa giao thông, người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây? Thì chúng ta tham gia giao thông mà có văn hóa thì người ta phải đáp ứng điều kiện gì? Thì đây có hai ý, ba ý, thì ta sẽ đọc ý một và ý hai cho kỹ, và ta sẽ chọn có ý ba có đúng hay không nhé. Thì theo mình là chắc ý ba là đúng đấy, nhưng mình cần phải đọc lại. Thì ý một là phải có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, thì chắc chắn ý một là đúng đó các bạn. Mình sẽ đọc lại ý hai, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi. Ok, thì cả hai ý này đều đúng các bạn, thì chúng ta sẽ chọn ý ba. Thì cũng có rất nhiều trường hợp nó để ý một, ý hai, ý ba hoặc ý bốn, để tất cả, nhưng mà nó để đánh lừa mình. Xin các bạn đọc kỹ các cái câu hỏi nha, những các ý trước khi chúng ta chọn. Ok, tiếp theo câu 202. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Đây nó hỏi mình các hành vi nhé các bạn. Thì điều khiển xe đi trên phần đường làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông, chỉ đợi một bảo hiểm, ở nơi có biển báo bắt buộc đội mũ bảo hiểm, thì chúng ta khi nó đội mũ bảo hiểm thì chúng ta khi lái xe, đây mình đang sử dụng xe mô tô, thì các bạn mũ bảo hiểm khi chúng ta tham gia giao thông người ta phải đổi rồi, còn cái này nó chỉ để mua bảo hiểm ở nơi có biển báo thì chắc chắn kỹ là sai bạn, nhất là sai. Còn thứ hai là khi các những câu khái niệm và những câu phần chữ các bạn thấy cái nào mà có ít thì các bạn bỏ, là chắc chắn là đúng, tại vì cái có ít chứ thuận tiện chứ nói chung ra là các bạn thấy chuyện nào có ít là các bạn cứ bỏ đi, là chắc chắn là đúng rồi. Thì ý một là mình bỏ, sẽ ý hai chắc chắn là đúng các bạn, ý một sai thì ý ba cũng sai ha. Giờ mình sẽ phân tích lại ý hai. Thì trong các hành vi người xe mô tô có văn hóa nè, khi chấp hành quy định về tốc độ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi lái xe, chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, nhường đường cho người đi bộ, người già, trẻ em và người khuyết tật, thì ý hai mình là đúng các bạn, thì như vậy gọi là có văn hóa giao thông nha. Ok, tiếp theo câu 203. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Ý một là điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường làn đường quy định tại một bảo hiểm, đạt chuẩn, cày quay đúng quy cách, thì ý một mình là đúng các bạn, mình sẽ chọn ý một nha. Còn ý hai của mình á, ý hai của mình là siết là có ít nè, ít là mình luôn luôn bỏ, mình không có chọn đâu, có ít phương tiện là sai ha. Còn ý hai của mình là mình chỉ đợi một bảo hiểm ở nơi biển báo thôi, biển báo bắt buộc đổi chúng ta đổi nó sai rồi, đợi một bảo hiểm chúng ta đổi khi tham gia giao thông các bạn, bất cứ đường hẻm đường ngõ nào cần biết, khi các bạn tham gia giao thông là các bạn phải đợi mua bảo hiểm rồi, chứ không cần
là bảo hiểm nơi đặt biển đâu, đó mình tự giác, nó là quy định của đường bộ mình ha các bạn. Thì câu 203 là ý 1 mình là đúng nha, ý 2 và ý 3 sai mình bỏ. Tiếp theo câu 204, trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Ý 1 là điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường làn đường quy định, dừng đổ xe đúng nơi quy định, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thì đây không có tất cả, thì ta chọn ý 1 là đúng. Ý 1 là đúng. Còn ý 2 là có phần đường có ít, mình bỏ ha. Còn ý 3 mình sử dụng ít rượu nè, bia là sai nè, thì mình bỏ ha, mình chọn ý 1 là đúng. Tiếp theo câu 205, người có văn hóa giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây? Thì khi tham gia giao thông thì chúng ta phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển xe cơ giới, đảm bảo các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thì ý 1 mình là đúng các bạn. Thì ở đây mình cũng phân tích lại, có ý 3 thì ta nên đọc ý 2 cho kỹ chút xíu nha. Thì ý 2 mình là có giấy chứng nhận bảo hiểm cũng đúng nè. Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định. Thì cái này ý 1 và ý 2 mình đều đúng ha. Thì mình lái xe cơ giới có văn hóa, mình đã phải chấp hành đúng các ý này, cho nên mình chọn ý 3 nha. Tất cả ý 1 và ý 2 đều đúng. Tiếp theo câu 206, khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây? Chúng ta phải đặt biển cảnh báo hoặc vật báo hiệu ở phía trước và phía sau hiện trường xảy ra tai nạn để cảnh báo, kiểm tra khả năng xảy ra hỏa hoạn do nhiên liệu bị rò rỉ, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và cấp cứu người bị thương. Thì ý 1 mình là đúng các bạn, thì mình cũng phải đọc lại ý 2, tại này có ý 3 nè. Ý 3 đó là cả hai ý, chúng ta phải đọc lại ý 2 nha. Thì đặt các biển cảnh báo hoặc vật báo hiệu ở phía trước, ở phía trên nóc xe là sai các bạn. Nhưng mà phía trên nóc xe là không cần thiết nha. Còn tiếp theo là xảy ra tai nạn để cảnh báo, kiểm tra khả năng xảy ra mất an toàn do nước làm mát và đồ rỉ. Thì nước làm mát thì chắc chắn nó sẽ không làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông các bạn. Còn ở đây nguyên liệu nè, ở đây nguyên liệu rò rỉ thì có thể xảy ra dầu nhớt, là xảy ra hỏa hoạn nè. Nhưng là ý 1 là đúng, mình chọn ý 1 nha. Ý 2 sai, thì ý 3 chắc chắn là sai nha. Ok, tiếp theo câu 207, khi xảy ra tai nạn giao thông có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây? Ý 1 là thực hiện sơ cứu ban đầu trong trường hợp khẩn cấp, thông báo vụ tai nạn đến cơ quan thi hành pháp luật. Thì ý 1 là đúng các bạn, mình lập lấy 2 cái, tại có ý 3. Nhanh chóng lái xe gây tai nạn hoặc đi nhờ xe khác ra khỏi hiện trường. Thì ý 2 là sai các bạn. Thì khi chúng ta gây ra tai nạn, chúng ta không được phép lái xe gây tai nạn ra chỗ khác ha. Chúng ta có thể đi nhờ xe người khác, nhưng mà xe của mình thì xe gây tai nạn thì chắc chắn xong được, không được phép rời khỏi hiện trường các bạn. Thì ý 1 là sai nè, thì nhanh chóng lái xe gây tai nạn ra chỗ khác là sai nhá. Ý 2 sai, thì ý 3 cũng sai luôn ha. Ý 1 mình đúng, mình chọn ý 1. Ok, tiếp theo câu 208, khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây? Thì chúng ta đặt nạn nhân nằm ngửa, khai thông đường thở của nạn nhân. Thì ý 1 đúng nha. Ý 2 thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo. Thì cả hai ý này đều đúng. Khi chúng ta sơ cứu người bị tai nạn thì chúng ta chọn cả hai ý 1 và ý 2. Ta chọn ý 3. Ok. Tiếp theo câu 209, hành vi bỏ trốn khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý
không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không, thì chắc chắn cái này bị nghiêm cấm các bạn. Thì bị nghiêm cấm cũng là đáp án nhanh của mình nhé. Ta chọn luôn ý 3. Tiếp theo câu 210. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Ý 1 là xâm phạm tính mạng sức khỏe tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn. Ý 2 là bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. Thì cả hai ý này đều bị nghiêm cấm các bạn. Thì các bạn chúng ta phải chọn ý 3, cả hai ý. Ý 1, ý 2. Hai ý này là bị nghiêm cấm. Ok, tiếp theo câu 211. Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Ý 1 là xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn. Ý 2 là sơ cứu người bị tai nạn. Chúng ta sơ cứu người bị nạn là không có bị nghiêm cấm đó các bạn, nên ý 2 mình bỏ đi. Còn ý 3, sơ cứu người gây tai nạn, thì cái này cũng không bị nghiêm cấm các bạn. Các bạn có thể sơ cứu khi cơ quan có thẩm quyền, tuy rằng người ta chưa giấy phép nhưng mà người ta chưa đến thì thấy người gây tai nạn hoặc người bị tai nạn, chúng ta nên sơ cứu ban đầu thì sẽ không bị nghiêm cấm. Thì là ý 1 mình đúng các bạn, nên ta hỏi bị nghiêm cấm thì chọn ý 1, tại vì ý 2 và ý 3 không có bị nghiêm cấm các bạn. Khi các bạn sơ cứu người gặp nạn ta sẽ được không có bị cấm, cho nên chúng ta hai ý này chúng ta có quyền. Còn ý cái xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn là bị nghiêm cấm, ta chọn đúng. Ok, tiếp theo câu 212. Trong đoạn đường hai chiều tại khu đông dân cư đang ùn tắc, người điều khiển xe mô tô hai bánh, cơ quan hóa giao thông sẽ lựa chọn xử lý tình huống như thế nào dưới đây? Đúng nào dưới đây? Ý 1 là cho xe lấn sang làn ngược chiều để nhanh chóng thoát khỏi người ùn tắc. Đây là hỏi là người điều khiển xe ô tô bánh có văn hóa, thì cái này là không có văn hóa các bạn. Khi ta cho xe lấn sang làn ngược chiều để nhanh chóng là không có văn hóa, thì bỏ ý này đi. Thứ hai, điều khiển xe lên vỉa hè cũng không có văn hóa luôn các bạn, mình bỏ luôn ha. Đây hỏi mình là hỏi có văn hóa này. Thì người có văn hóa giao thông đó, thì phải kiên nhẫn tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc tín hiệu giao thông, di chuyển trên đúng phần đường bên phải theo chiều đi, nhường đường cho các phương tiện đi ngược chiều để nút thắt nhanh chóng được giải tỏa. Thì ta chọn ý 3 nhé các bạn. Đây là hỏi người có văn hóa thì ta chọn ý 3 ha. Còn cái trên này là không có văn hóa nha. Còn đây hỏi có văn hóa đây các bạn, thì nên chọn ý 3 là đúng. Tiếp theo câu 213. Trên đường đang xảy ra ùn tắc, những hành vi nào sau đây là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông? Thiếu văn hóa các bạn, cái câu trên hỏi là có văn hóa, còn câu này hỏi là thiếu văn hóa. Thì bấm còi liên tục thúc giục các phương tiện phía trước nhường đường, đây là thiếu văn hóa các bạn. Đúng, mình sẽ đọc lại ý 2 này, có ý 4 tất cả các ý trên, chúng ta đọc hết 7. Ý 2 là đi lên vỉa hè cũng là thiếu văn hóa luôn các bạn, tận dụng mọi khoảng trống để nhanh chóng thoát khỏi nơi ùn tắc, cũng sai luôn. Còn ý 3 là đúng chứ. Còn ý 3 là lấn sang trái đường, cố gắng vượt lên xe khác, cũng sai luôn, trái là sai luôn. Thì nên nghĩa là chọn cả tất cả ý trên là đúng. Thì cái này người ta hỏi mình thiếu văn hóa, thì tất cả ý này đều thiếu văn hóa các bạn. Thứ nhất là bấm còi liên tục nè, thứ hai là lên vỉa hè nè, còn thứ ba là lấn sang làn trái đường phải cố gắng vượt lên xe khác là sai. Thì ra là tất cả các ý trên đều thiếu văn hóa các bạn. Tiếp theo câu 214. Khi điều khiển xe mô tô tay ga xuống đường dốc dài, độ dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? Xuống dốc dài, chúng ta phải giữ tay ga ở mức phù hợp
ở mức độ phù hợp, sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ. Thì cái này chắc chắn ý một mình là đúng rồi, mình sẽ chọn ý một nha. Còn ý hai mình là nhả hết tay ga nhưng tắt động cơ là sai các bạn. Còn ý ba, sử dụng phanh trước để giảm tốc độ kết hợp với tắt chìa khóa cũng tắt động cơ luôn rồi, nên các bạn thấy hai chữ tắt này các bạn bỏ ha. Chọn ý một mình là đúng. Ok, tiếp theo câu 215. Khi vào số để khởi hành xe ô tô có số tự động, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Khi vào số chúng ta phải đạp phanh hết hành trình các bạn mới vào số nha các bạn. Để ý một, đạp bằng đạp phanh chân hết hành trình vào số và nhả phanh tay kiểm tra lại xem có bị nhầm số không rồi mới cho xe lăn bánh. Còn ý hai là đạp bằng đạp để tăng ga là sai các bạn, tăng ga là sai nha. Đây là đạp bằng đạp, phanh là đúng nè, chúng ta chọn. Thì các bạn chưa vô số mà bạn tăng ga là sao rồi? Sao vô số được? Chúng ta phải đập côn, chúng ta mới vào số đúng không? Đập côn. Còn này bạn đập ga là sai với mức phù hợp, vừa vào số và kiểm tra lại có bị nhầm số không thì như là sai à. Ok, câu 215 là ý 1. Tiếp theo câu 216. Khi nhả hệ thống phanh dừng, cơ khí điều khiển bằng tay phanh tay, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào? Thì cái này, câu này có 3 ý hơi dài các bạn. Thì các bạn, nếu bạn khi chúng ta nhả hệ thống phanh dừng cơ khí á, thì các bạn phải bóp khóa tay các bạn. Thì ý hai mình là đúng nè, dùng lực tay phải bóp khóa hãm, đẩy cần phanh tay về phía trước hết hành trình. Thì ý hai mình là đúng, mình chọn ý hai không nha. Còn ý một là dùng lực tay phải kéo cần phanh tay về phía sau là sai bạn, về phía sau là sai á, người ta về phía trước mới đúng nè. Khi bạn muốn dừng xe, các bạn phải bóp và đẩy phía trước xong bạn mới kéo lên ha. Về phía trước hết hành trình nè. Nếu khóa hãm bị kẹt cứng, phải kéo cần phanh tay về phía sau, đồng thời bóp khóa hãm. Cái bóp khóa hãm là khóa tay lại, khóa xe lại các bạn, là đúng. Tiếp theo câu 217. Khi khởi hành ô tô sử dụng hộp số cơ khí trên đường bằng, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào theo trình tự dưới đây? Câu này cũng hơi khá dài các bạn, có hai ý. Ý một mình là kiểm tra an toàn xung quanh xe ô tô, nhả phanh từ từ đến 1/2, cũng hai hành trình, bạn đạp ly hợp là côn đó bạn, ngoài giữ khoảng 3 giây về số 1, nhả hết phanh tay, báo hiệu bằng còi đèn khi xuất phát, tăng ga đều để xuất phát, sau đó vừa tăng ga vừa nhả hết ly hợp để cho xe ô tô chuyển động. Thì khi khởi hành ô tô các bạn phải đạp hết hành trình đấy các bạn, đạp hết hành trình đấy. Thì ý hai mình là đúng đây. Đây, đạp đi côn, đạp đi học đi côn đây, hết hành trình chúng ta mới vào số các bạn. Còn ở đây, còn ý một thì nhả từ từ, nhưng mà còn hai các bạn vô số sẽ bị tắt máy ngay nha. Nên chúng ta sẽ chọn ý hai. Thì câu 217 mình là ý 2 là đúng các bạn.
còn ý ý một là sai nhé. Thì các bạn phải muốn khởi động thì các bạn phải đạp hết côn các bạn mới vào số nha, ly hợp đó. Còn đây nó kêu nhảy từ 1/2 khi đang vào số sẽ bị tắt máy nha. Nên là bỏ đi ý một sai. Câu 218, khi quay đầu xe người lái xe cần phải quan sát và thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn giao thông? Thì mấy câu trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn khi hai có hai ý, câu hỏi có hai ý nhưng mà đầu câu thì có quan sát á, thì chúng ta chọn ý nào dài chúng ta chọn là đúng nha các bạn. Đây là cái mẹo nha, thì ý một dài hơn ý hai mình chọn ý một nha, đây là cái mẹo. Còn hiểu thì đã hiểu như thế nào? Khi quay đầu xe người lái xe cần phải quan sát và thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn giao thông? Chúng ta phải quan sát biển báo hiệu để biết nơi được quay đầu xe, quan sát kỹ địa hình nơi chọn để quay đầu xe, lựa chọn quỹ đạo quay đầu xe cho thích hợp, quay đầu xe với tốc độ thấp, thường xuyên báo tín hiệu để người các phương tiện xung quanh được biết. Nếu quay đầu xe ở nơi nguy hiểm thì đưa đầu xe về phía nguy hiểm, đưa đuôi xe về phía an toàn. Thì cái này các bạn để phân tích khi chúng ta muốn quay đầu xe các bạn, thì đầu xe chúng ta phải nếu quay đầu xe ở nơi nguy hiểm á thì chúng ta phải đưa đầu xe về phía nguy hiểm, đuôi xe về phía an toàn. Còn cái ý hai mình là nếu quay đầu xe ở nơi nguy hiểm thì đưa đuôi xe về phía nguy hiểm là sai các bạn. Thì mình ví dụ như là chứng bạn quay đầu xe trong cái đường giao nhau ngã tư đi, thì các bạn phải đưa cái đầu xe ra phía nguy hiểm trước các bạn mới quay đầu xe lại mới đúng ha các bạn. Còn mình đưa đuôi xe là người ta dè rồi, không phải là gọi là quay đầu xe nữa là sai. Thì các bạn nếu các bạn theo cái mẹo thì các bạn chọn cái quan sát dài các bạn chọn, còn như theo hiểu thì các bạn hiểu là chúng ta phải đưa đầu xe về phía nguy hiểm ha, còn đưa đuôi xe về phía nguy hiểm là sai. Ok, tiếp theo câu 219, khi tránh nhau trên đường hẹp người lái xe cần phải chú ý những điểm nào để đảm bảo an toàn giao thông? Những điểm nào? Không nên cố đi vào đường hẹp, xe đi ở phía sườn núi nên dừng lại phía trước để nhường đường. Khi dừng xe nhường đường phải đổ ngay ngắn. Ý một mình là đúng các bạn. Ở đây có cả ý một ý hai, thì ta đọc ý hai thì coi nếu mà ý hai đúng nữa thì ta chọn luôn cái bốn. Trong khi tránh nhau không nên đổi số là đúng các bạn. Khi tránh nhau ban đêm phải tắt đèn pha, bật đèn cốt, thì ý một và ý hai đều đúng, thì ta chọn ý bốn các bạn. Cả ý một ý hai. Mọi bạn biết ý ba làm sao sai không? Ý ba mình nè, khi tránh nhau vào ban đêm mà các bạn bật đèn pha, tắt đèn cốt là sai. Khi nơi đường hẹp các bạn hỏi mình nơi đường hẹp thì các bạn bật đèn pha lên sẽ gây chói mắt cho phương tiện bên kia, người ta sẽ không nhìn thấy mình, người ta sẽ hôn mình đấy, người ta sẽ đâm mình đấy các bạn, đụng vào xe mình đấy. Cho nên là ý ba là sai, người ta bỏ ha. Ok, tiếp theo câu 220, khi điều khiển ô tô lên dốc cao người lái xe cần thực hiện các thao tác nào? Lên dốc cao là các bạn phải về số thấp từ chân dốc các bạn. Ý hai mình có về số thấp từ chân dốc là đúng nè, để chọn luôn. Còn ý một mình là tăng lên số cao từ chân dốc là sai các bạn. Khi bạn lên dốc hoặc xuống dốc các bạn đều về số thấp nha. Còn đây tăng lên số cao từ chân dốc là sai, chúng ta bỏ đi. Thứ hai mình là đúng nè, về số thấp từ chân dốc điều chỉnh ga cho xe từ từ lên dốc, đến gần đỉnh dốc phải đi chậm, đi sát lề đường bên phải đường, có tín hiệu còi đèn để báo hiệu, để báo cho người lái xe đi ngược chiều biết. Thì ý hai mình là đúng, ý một bỏ sai. Tiếp theo câu 221, khi điều khiển ô tô xuống dốc
người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? Thì các bạn lên dốc hoặc xuống dốc thì chúng ta cũng quyền số thấp hết nha các bạn. Thì ý một mình là tăng lên số cao chúng ta bỏ đi ha. Ý hai là quyền số thấp, quyền số thấp là đúng các bạn, mình chọn luôn. Đây người ta hỏi mình khi xuống dốc các bạn, xuống dốc còn ý 3 mình là quyền số 0. Khi các bạn quyền số thấp thì mình ví dụ như số 1 hoặc số 2 á, là xe của bạn sẽ nó sẽ tự thắng các bạn, nó sẽ đi từ từ chậm chậm nó tự thắng lại ha. Còn bạn quyền số 0 là nó sẽ thả tự nhiên xuống luôn, thì mình bỏ luôn ha. Đây quyền số thấp, nhà bằng đạp ga ở mức độ phù hợp kết hợp với phanh chân để khống chế tốc độ thì đúng các bạn. Còn lên số cao nó bỏ đi, quyền số 0 cũng bỏ luôn. Các bạn thấy lên dốc hoặc xuống dốc thì các bạn thấy ý nào có chữ quyền số thấp là các bạn chọn nha, hoặc quyền số 1 thì các bạn chọn là đúng, lên dốc hoặc xuống dốc đều quyền số thấp hết. Ok, tiếp theo câu 222, khi xuống dốc muốn dừng xe, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Muốn dừng xe, câu này dài các bạn, ba ý nó hơi dài. Ý một là có tín hiệu rẽ phải, điều khiển xe sát vào lề đường bên phải, đạp phanh sớm và mạnh hơn lúc dừng xe bên trên đường bằng để xe đi với tốc độ chậm đến mức dễ dàng dừng lại. Dừng lại được quyền số 1. Các bạn quyền số 1 là số thấp á. Đạp nửa ly hộp là côn á, đạp nửa ly hộp cho xe đến chỗ dừng. Khi xe đã dừng về số 0, về số no á, số 0 đấy. Đập phanh chân và kéo phanh tay thì ý 1 mình chắc chắn là đúng các bạn, mình chọn luôn ý 1 nha. Thì các bạn thấy xe khi xuống dốc hoặc lên dốc thì chúng ta các bạn nên quyền số thấp hoặc số 1 các bạn, thì chúng ta chọn luôn ha. Còn cái ý 2 mình thì phải có tín hiệu rẽ phải, điều khiển xe sát về đường bên phải, bên trái các bạn sai ha. Đập hết hành trình, cái hành trình như là xe các bạn sẽ bị tuột các bạn. Ở đây khi xuống dốc mà bạn đập cái hành trình thì nó sẽ tuột xuống luôn, nên là mình bỏ nha. Còn ý 2, có tín hiệu rẽ trái, điều khiển xe sát lại đường bên phải, đập phanh sớm và mạnh hơn lúc dừng xe trên đường bằng để xe đi với tốc độ chậm đến mức dễ dàng dừng lại. Về số 0 cũng về số 0 các bạn, và các bạn về số 0 là sai các bạn. Khi xe mình đã dừng rồi, khi xe đã dừng các bạn mới về số 0 nha. Còn cái này xe đang xuống dốc mà bằng gì số 0 nó sẽ tuột luôn các bạn. Nên ý 1 đúng, ý 2 và ý 3 sai, chúng ta bỏ nha. Tiếp theo câu 223, khi điều khiển xe trên đường vòng, người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn? Thì đây cũng là một mình áp dụng câu quan sát nữa mà, quan ý dài là đúng nha các bạn, thì mình chọn luôn nha. Đây là cái mẹo cho nó nhanh, rồi mình sẽ phân tích sao cho các bạn hiểu. Thì khi điều khiển xe trên đường vòng, người lái xe cần phải làm gì để bảo an toàn? Thì ý đúng đó là quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi đèn, giảm tốc độ với mức cần thiết về số thấp và thực hiện quay vòng với tốc độ phù hợp với bán kính cong của đường vòng. Còn ý 2 mình không biết sao sai không? Các bạn ghi đường vòng mà các bạn tăng tốc độ là sai các bạn. Đây. Tăng tốc mà. Như ta bỏ đi. Ha. Ý 1 mình đúng, mình chọn. Thì ta chọn mèo cũng nhanh đó, mèo theo quan sát quan dài ta chọn luôn. Ok. Tiếp theo câu 224, khi điều khiển xe ô tô rẽ phải ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?
phía dẻo phải các bạn, phía dẻo phải chắc chắn là các bạn sẽ đi đi sát là bên phải rồi. Ý đúng của mình là ý 2 các bạn, ý 2 mình là đúng nha, mình sẽ chọn ý 2 nha, còn mình sẽ phân tích sau nha các bạn. Thì đây là hỏi mình là rẽ phải nha các bạn, thì ta ý 1 là có tín hiệu rẽ phải, quan sát an toàn phía sau, quan sát phía sau, điều khiển xe sang lề đường bên trái là sai các bạn. Khi các bạn rẽ phải các bạn như là các bạn phải bấm sát bên phải nha. Còn đây ý đúng mình nè, cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn, có tín hiệu rẽ phải, quan sát an toàn phía sau, điều khiển xe bám sát vào phía bên phải đường thì ta mới rẽ phải được. Còn ý một là tự nhiên các bạn muốn rẽ trái mà cũng rẽ phải mà các bạn đi bám sát bên trái là sai nhé các bạn. Ok, còn ý 3, cách chỗ rẽ khoảng cách an toàn, có tín hiệu rẽ phải, quan sát an toàn phía sau, điều khiển xe bám sát vào phải đường, tăng tốc. Đây là ý một mình là điều khiển sát xe lấn đường bên trái nè là sai nè. Còn cái ý ba mình là tăng tốc độ nè các bạn, khi các bạn quay đầu hoặc bạn rẽ các bạn phải giảm tốc độ, đúng không các bạn? Đây ý đúng mình là giảm tốc độ nè, tiết giảm tốc độ này là đúng, nên là chọn. Ở đây là người ta muốn rẽ phải, người ta phải quan sát an toàn phía sau và điều khiển xe bám sát vào phía phải đường là đúng. Ý 1, ý 2 là sai, ý 1, ý 2 là 3, ý 1, ý 3 sai, ý 2 đúng, mình chọn. Tiếp theo câu 225, khi điều khiển xe ô tô rẽ trái ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Ở đây có hai ý. Ý một là cách chỗ rẽ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ các bạn. Còn thấy giảm tốc độ là đúng, các bạn chọn luôn cũng được. Còn ý hai là tăng tốc độ nè. Khi các bạn muốn rẽ các bạn phải giảm tốc độ các bạn mới rẽ được. Tăng tốc độ không bao giờ các bạn rẽ được nha. Tăng tốc độ là sai, sai quy định, sai pháp luật nha các bạn. Nên mình chọn luôn ý một nha. Cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ xin đổi làn, quan sát an toàn xung quanh, đặc biệt là bên trái, đổi sang làn đường bên trái, cho xe chạy chậm tới phía trong của tâm đường giao nhau mới rẽ trái để điều khiển xe qua chỗ đường giao nhau. Ok, ý một là bốn ý, thì chung là ý sai, ta nên đề cập ít rồi để cố gắng thời gian. Tiếp theo câu 226, khi điều khiển xe sử dụng hộp số cơ khí vượt qua rãnh lớn cắt ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Thì đây mình có 3 ý các bạn. Gài số 1 từ từ, thì đây ý đúng mình là ý 3 các bạn, mình sẽ chọn ý 3 nhé, mình sẽ phân tích sau. Ý một mình là gài số 1 cũng đúng nè, và từ từ cho hai bánh xe trước xuống rãnh tăng ga là sai nè các bạn. Đây có tăng ga nè, chúng ta bỏ nha. Rồi ý 2, tăng ga luôn, là tăng ga luôn, chúng ta bỏ. Đây tăng ga cho hai bánh xe trước vượt lên rãnh, lên khỏi rãnh, rồi tăng số mà mình còn hai bánh xe sau chưa qua mà tăng số và tăng tốc độ để bánh xe sau vượt qua rãnh thì đã bỏ nha. Thì nếu mà các bạn làm câu này, mình sẽ dẫn các bạn cái câu mẹo ở đây, cái một cái từ từ các bạn ý một, còn ý hai mình là không có từ từ luôn, còn ý ba là hai cái từ từ các bạn. Thì các bạn gãy số 1 và từ từ cho hai bánh xe trước xuống rãnh, tăng ga cho hai bánh xe trước vượt lên khỏi rãnh, tiếp tục
bánh xe sau từ từ xuống rãnh, rồi tăng tăng dần ga cho xe ô tô lên khỏi rãnh, đúng không? Hai cái từ từ mới được. Còn các bạn ở trên này bỏ một cái từ từ ta bỏ đi. Ok, tiếp theo câu 227. Khi điều khiển xe qua đường sắt, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? Khi qua đường sắt, khi có chuông báo hiệu hoặc thanh chắn đã hạ xuống, người lái xe phải dừng xe tạm thời đúng khoảng cách an toàn, kéo phanh tay nếu đường dốc hoặc phải chờ lâu. Thì ý 1 mình chắc chắn là đúng các bạn. Tại đây có ý 3 thì mình đọc đúng ý 2 nha. Khi không có chuông báo hoặc thanh chắn không hạ xuống, người lái xe phải quan sát nếu thấy đủ điều kiện an toàn về số thấp, tăng ga nhẹ và không thay đổi số trong quá trình vượt qua đường sắt để tránh động cơ bị chết máy cho xe vượt qua. Thì này cả hai ý mình thì đúng các bạn. Thì chúng ta chọn ý 3 nhé. Ok. Tiếp theo câu 228. Khi điều khiển xe ô tô tự đổ, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Cái này tự đổ là xe ben đấy các bạn. Đây, tự đổ là cái xe ben, xe tải ben của mình á. Thế đây ý đúng mình là ý 4 các bạn. Đây mình thấy cái ý 1 mình có chữ ben nè. Ý 2 mình có chữ ben nè. Ý 3 chứ. Thì ý 1, ý 3 đúng, người ta chọn ý 4. Đó là để hiểu thì chúng ta sẽ đọc. Khi chạy trên đường xấu, nhiều ổ gà nên chạy chậm để thùng xe không bị lắc mạnh, không gây hiện tượng lật ben. Khi chạy vào đường vòng cần giảm tốc độ, không lấy lái gấp và không phanh gấp. Đây, xe tự đổ bạn. Còn cái ý hai mình là sai nè. Khi chạy trên đường quốc lộ, đường bằng phẳng, không cần hạ hết thùng xe xuống. Đây là ý 3 là sai. Ý 3 lấy 2 là sai đó. Bỏ thì cái này không liên quan tới xe ben nhé các bạn. Thùng xe thì xe tải thùng mình cũng là thật. Đây là ý 2 là nói về xe tải thùng. Còn cái câu hỏi mình là hỏi xe tự đổ là xe ben, nên mình chọn ý 1 và ý 2. Thì ý nào có chữ ben nó chọn ha. Ok. Tiếp theo câu 229. Khi điều khiển xe tăng số, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Thì tăng số hoặc là giảm số thì các bạn nhìn cái các ý câu hỏi, ý trả lời đó, các bạn sẽ thấy không được nhìn xuống buồng lái là đúng các bạn. Thì đây cũng có hai câu, một là tăng số, hai là giảm số. Thì các bạn thấy ý nào mà có không được nhìn xuống buồng lái là các bạn chọn là đúng ha. Thì khi chúng ta đang lái xe trên đường đúng không, bạn muốn giảm số và muốn tăng số thì luôn nào cũng quan sát phía trước còn xe mình hoặc kính hậu, chứ các bạn không được nhìn xuống buồng lái để người ta nhìn cái tần số để người ta giảm hoặc tăng các bạn. Nên ý 1 mình là đúng nha. Ok, tiếp theo câu 230. Khi điều khiển xe giảm số cũng như nhau luôn, các bạn thấy không nhìn xuống buồng lái chúng ta chọn. Đây, ý 2 mình nè, không được nhìn xuống buồng lái ta chọn. Tăng số hoặc giảm số thì đều như nhau các bạn. Thì chúng ta lúc nào cũng phải quan sát kính hậu hoặc là quan sát phía trước để chúng ta lái xe. Còn các bạn gài số, giảm số hoặc là tăng số, chúng ta đều phải dùng tay, chúng ta sử dụng thao tác, không được nhìn xuống. Ok. Tiếp theo câu 231. Để giảm tốc độ khi ô tô xuống đường dốc dài, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Xuống dốc dài, các
phải xuống dốc hoặc lên dốc nên mình cũng đều về số thấp các bạn. Ý một mình là nhà nhà bằng đạp ga, đạp ly, đạp đi học và côn đấy, hay cộng hết hành trình đạp mạnh thì chắc chắn là sai các bạn. Thì các bạn đây là xuống dốc và bạn xuống đường dốc bạn đạp hết hành trình như xe chúng ta thả xuống là sai các bạn, mình bỏ đi. Thì các bạn nhớ cho mình là lên dốc hoặc xuống dốc thì các bạn nên là về số thấp nha, về số thấp là chọn luôn, thì hai mình về số thấp là đúng rồi. Còn ý ba là nhả bằng đạp ga tăng lên số cao là chúng ta sai ha, ta bỏ. Ok, tiếp theo câu 232, khi điều khiển ô tô qua đoạn đường ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Đường ngập nước, đường ngập nước thì đáp án đúng của mình là ý ba các bạn. Đây mình sẽ chọn luôn. Khi điều khiển xe ô tô qua đoạn đường ngập nước thì người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để bảo an toàn? Chúng ta phải quan sát ức lượng độ ngập nước mà xe ô tô có thể vượt qua an toàn, về số thấp giữ điều ga và giữ vững tay lái để ô tô vượt qua đoạn đường ngập nước, đúng các bạn. Còn ý một mình là tăng số cao là sai các bạn, bỏ. Còn cái ý ba mình là cũng đổi tốc độ, tăng ga, bạn đạp côn cái hành trình mà các bạn tăng ga xe các bạn nó hú hơn mình. Khi các bạn đạp cái hành trình các bạn có tăng ga bao nhiêu nó cũng chạy ra, nó chỉ hù ga lên thôi ha, thì ý mình bỏ ha. Còn ý hai mình thì đổi số ta bỏ luôn, phải hành trình mà đổi số, ở với hành trình mà tăng ga là sai. Còn đây lên số cao thì ta bỏ luôn, ta phải về số thấp chạy từ từ, ta phải quan sát và ước lượng độ ngập của nước mà xe có thể vượt qua được. Ok, tiếp theo câu 233, khi điều khiển ô tô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Khi các bạn lái xe vào ban đêm, điều khiển xe vào ban đêm chạy ngược chiều thì chúng ta đây là mình sẽ xem ý nào đúng rồi mình chọn và mình sẽ phân tích sau các bạn. Ý một mình là chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần, không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều mà nhìn chích sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình, thì cái này ý một mình là đúng, mình chọn luôn ý một các bạn. Đây, khi điều khiển ô tô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào? Thì chúng ta phải chuyển đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần nha, không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều mà nhìn chích sang phía bên phải theo chiều đi, theo chiều chuyển động của xe mình là đúng. Còn ý hai là chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa, thì các bạn chiếu như vậy sẽ gây chá mắt cho cái phương tiện bên kia chạy tới, các bạn người ta sẽ không thấy đường, người ta sẽ đâm vào mình nhé. Cho nên mình bỏ luôn là sai, còn không nhìn thẳng đèn sai. Còn cái thứ ba là chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần, nhìn thẳng vào đèn của xe bên kia. Các bạn nhìn thẳng vào xe bên kia chắc chắn các bạn sẽ chà mắt, các bạn sẽ không có thấy đường nha. Nên mình bỏ luôn. Thì ý một mình là chính xác, đúng, mình chọn ý một nha. Ý hai và ý ba sai, mình bỏ. Tiếp theo câu 234, khi điều khiển xe ô tô trên đường trơn cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Trên đường trơn thì ta cũng về số thấp luôn các bạn, đây về số thấp này.
giữ vững tay lái cho xe đi đúng vạch xe đi trước, sử dụng số thấp đi chậm, giữ đều ga đánh lái ngoặt. Khoan, các bạn giữ đều ga thiệt, như cái này có đánh lái ngoặt à. Cái này là cái lừa mình nhé các bạn, cho nên ý là mình bỏ nha. Còn tại vì hai này ý điều quyền số thấp giống nhau nữa các bạn, ý hai mình là đúng nha. À, khi điều khiển xe ô tô trên đường trơn cần chú ý đặc điểm nhờ để bảo an toàn thì chúng ta phải giữ vững tay lái cho xe đi đúng vịt bánh xe đi trước, sử dụng số thấp để chậm, sử dụng số L là số 1 hoặc số 2 đó đối với xe số tự động. Gài cầu nếu có, giữ đều ga, không lấy nhiều lái, không đánh lái ngoặt và thắng gấp, không nên phanh gấp hoặc không nên đánh lái ngoặt là đúng nha. Còn đây đánh lái ngoặt và phanh gấp là sai nha các bạn. Ok, tiếp theo câu 235. Câu 235 thì khi động cơ ô tô khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô. Thì đây là cái phanh tay các bạn, đây là cái phanh nha. Ý 1, đây các bạn ý thì ý 1 là đúng các bạn, là phanh tay đang hẳn hoặc thiếu dầu phanh thì mình chọn luôn. Khi các bạn học hết này, các bạn chỉ coi ký hiệu thôi, bạn cần đọc hết chữ. Khi các bạn vào gặp cái câu hỏi thì bạn nhìn cái hình cái chữ là các bạn sẽ chọn luôn cũng được. Còn đây là nhiệt độ nước làm mát quá mức cho phép, nước là khi nào các bạn thấy có nước ha, ở đây không có nước thì đang khó. Ở đây cửa xe đang mở, các bạn thấy một cái xe đang mở cửa đúng không? Ok, tiếp theo câu 236. Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô. Thì nhất là phanh tay đang hãm, phanh tay là sai các bạn, cái này giống như là dầu các bạn, dầu bôi trơn bị thiếu á. Cái này giống như cái bình tách trà của mình vậy đó. Đây là nước nè, mà đây không phải nước, đây là dầu các bạn. Dầu bôi trơn bị thiếu, chọn ý 4 nha. Khi các bạn nhìn thấy cái trong cái trà mà nước có giọt nó như là thiếu nước các bạn, hết như mình trà này nó hết nước rồi còn có giọt nước à, nên các bạn chọn dầu bôi trơn bị thiếu là đúng. Còn thiếu dầu phanh chỗ nào các bạn thấy cái mô lăng á, thấy cái thấy giống như hình cái hiệu như nó này nè, mới gọi là phanh các bạn, đèn tròn vậy nè, còn cái này là không phải. Còn nhiệt độ nước nào các bạn thấy nước á. Ok, tiếp theo câu 237. Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô. Thì đây là xe đang mở cửa các bạn ha, một cái xe ô tô con bốn cửa đều mở nè, thì đây là cái đúng, nó là cửa xe đóng chưa chặt hoặc có cửa chưa đóng, ta chọn luôn ý 1. Cái này là dễ nhất các bạn, cái này nó không có nhầm lẫn với ai với cái biển nào hết trơn, ký hiệu này là dễ nhất. Ok, tiếp theo câu 238. Thì cái này nói chung là cái câu hỏi đọc mình nó nhau hết các bạn, mình nhìn hình cũng được, mình cũng chọn được. À, đây là người ngồi trên xe các bạn, người ngồi trên xe ô tô, còn đây là cái dây đai an toàn đây. Thì đây là ý 3 nè, người lái xe và người ngồi trước chưa cài dây an toàn, mình đã chọn nha. Ok, tiếp theo câu 239.
Khi động cơ ô tô đã khởi động, bản đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô. Thì cái này như là hết dầu, hết xăng các bạn, hết nhiên liệu đó. Đây, sắp hết nhiên liệu, ta chọn luôn ý 4. Cái này là đơn giản thôi. Cho nên là các bạn lái xe mà thấy cái chữ này xuất hiện là các bạn thấy tốn tiền đó. Ok. Tiếp theo, câu 240. Trong các loại nguyên liệu dưới đây, loại nguyên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi trường? Giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì chúng ta chọn ý 2 các bạn, là xăng sinh học và khí sinh học các bạn. Khi hỏi về xăng nguyên liệu các bạn chọn ý 2 nhé. Còn xăng và dầu là sai ha. Xăng sinh học thì nó không gây ô nhiễm môi trường và nó tiết kiệm rất là nhiều các bạn. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì nên chọn xăng sinh học và khí sinh học. Ok. Ok, thì cái clip này mình cũng xin dừng lại, thì mình làm 400 câu của video này, 40 câu. Thì hy vọng các bạn xem qua để các bạn xem một hai lần các bạn có thể nhớ là nắm vững được 40 câu hỏi này các bạn, để chúng ta thi tốt. Khi các bạn xem một clip các bạn nhớ 40 câu hỏi, thì các bạn xem hết cái video của mình thì các bạn có thể nhớ hết toàn bộ các 600 câu hỏi. Khi các bạn đi thi chúng ta sẽ tự tin và ta nắm vững các lực giao thông các bạn, thì chúng ta thi tốt để đạt được hiệu quả cao nhất ha. Thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo các bạn. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.